Hello anh em nhá, thì hôm nay bên shop về hai cái nhung đĩa. Một cái nhung đĩa là 58T và một cái nhung đĩa bên tay trái mình đây là 56T. Bây giờ mình sẽ review cho anh em trước cái nhung đĩa 58T nhá. Cái nhung đĩa 58T này là nhung đĩa Ovan anh em nhá. Đấy đây, bỏ hẳn ra cho anh em xem này. Nó là nhung đĩa Ovan thương hiệu của Elite Pro anh em nhá. Và con 58T này đi khá là nhanh anh em nhá. Nếu anh em nào mà có nhu cầu đạp đua mà đạp nhanh và chân anh em to khỏe rồi thì anh em có thể sở hữu một cái nhung đĩa 58T này. Nhung đĩa thứ hai đó chính là nhung đĩa 7 sắc cầu vồng, khá là đẹp luôn. Cái này thì nó là nhung đĩa tròn anh em nhá, không phải là oval. Nó là nhung đĩa tròn. Cái nhung đĩa 56T này có thương hiệu của Bolani, ok chưa anh em? Và giá rất là hợp lý. Anh em nào muốn độ, muốn đạp nhanh, muốn xe của mình nhiều sắc cầu vồng thì anh em có thể qua shop để sở hữu ngay một cái nhung đĩa 58T và 56T anh em nhá.